Hello, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ha. Thì ủa tướng đâu hết mẹ nó rồi. Con này anh em nhìn là biết ha. Đây là con đấu la đại lục. Mà bản này là một cái server khác nha anh em. Oh man, kim cương đây, đi kiếm kim cương nữa hả? Đồ server đúng chất cây cuốc luôn. Ok ok, bình tĩnh nào. Đồ cũng được 6.000 rồi. Ê, nhiệm vụ hàng ngày gì đây? Rồi đầu vô đi làm nhiệm vụ đầu game cái hả? Mà cái này nó không có bắt chúng ta đi làm nhiệm vụ đầu game, nên là ok, sẵn tiện đi quay kiếm ít tướng chạy nhiệm vụ đầu luôn hả? Chưa thấy tướng ếch luôn. Đó, được một con ếch. Được được, ok. Rồi, chúng ta có tướng để chơi rồi hả? Đầu vô... mà không biết nó có kêu làm nhiệm vụ đầu game không ta? Đợi heo tí nào, đợi heo tí nào. Rồi, đâu rồi? Ôi, nó không kêu làm nhiệm vụ vậy luôn. Cái này là chúng ta muốn chạy thì chạy, không chạy thì... qua bên fanpage nhắn tin xin code, xin quà luôn hả? Á, đồ. Chưa thấy con game nào dễ dãi vãi cả lòng như vậy. Đó, ok, ok. Trời ơi, con ếch. Con ếch nó khá là mạnh hả? Nhưng mà chưa có mở được cái này. Bà mẹ nó. Đánh tới ải 1.2 mới mở được cái này anh em. Ok, nhưng mà không sao, tới luôn. Chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game tí ha. Con này là một cái server khác nha, chứ không phải cái server hôm qua hôm kia heo giới thiệu anh em ha. Thì bản này cài cốt có yêu hết Android luôn. Mà sao tới đây ok rồi, nó hơi bị chậm chút. Ok, con này không yêu cầu chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game gì hết ha. À, ok rồi, đến với thông tin server cái đi, để đi kiếm kim nguyên bảo, kiếm quà nạp được cái đó. Hiện tại đang VIP 15 ha, và không kim nguyên bảo. Ừ, cũng không có gì hết. Để coi con này thương thành chưa có mở gì luôn. Chưa có lên level mà. Cái này cũng phải farm level. Chắc cũng khá là bết đấy. Nhưng mà em nghĩ đi lấy code cơ đã. Đây, Tân Đấu La Đại Lục EUS Việt Hóa đua top ban hội ha. Đó, nghe tới đây là anh em biết game của ai hả? Game này là của bên Game Việt. Đó. Thì hôm nay open server mới, server 10 ha, bị đông ha. Đó, kiểu khám phá cây cuốc lâu dài. Thì server sẽ được open vào 17 giờ ngày 2 tháng 7 2021 ha. Đây, trang chủ tải game nè. Có cơ hội nhận được những phần quà sau khi đua top lực chiến nè, level nè. Danh gì? Danh nhân nữa hả? Danh nhân là cái gì ta? Phó bảng ngày sau 10 ngày. Cái gì phó bảng server sau 10 ngày hả? Đây, top 1 lực chiến là 10 triệu. Trong đó là 5 triệu kim nguyên bảo khóa, 5 triệu kim nguyên bảo không khóa hả? 100 mảnh ít cộng. À, rồi top lực chiến. Lực chiến này lực chiến cá nhân nè. 6 triệu, trong đó có... Đâu? Ở ngoài 6 triệu, trong đó có 3 triệu kim nguyên bảo khóa, 3 triệu kim nguyên bảo hường, 80 mảnh ếch cộng ha. Đây, top 2 lực chiến là 4 triệu, 2 triệu kim nguyên bảo khóa và 2 triệu kim nguyên bảo không khóa ha, 40 mảnh ếch cộng. À, ok, quà top nè. Rồi top ngày, chúng ta sẽ có top 1, 2, gì ngày 1, 2, 3, 4 nè ha. Rồi top level, danh nhân, phó bản, giải thưởng. Mỗi top là top 1 600k, top 2 400, top 3 200,
rồi cộng kim nguyên bảo khóa nữa hả, rồi mảnh tướng thì phần còn lại ám ảnh gì tên là Lê Hồng Mê nè, có cơ hội được tặng tướng A, A cộng, ít ít cộng, ít ít và ít ít cộng, à ưu đãi nạp thẻ lần đầu cho trải nghiệm nhân 3, các mốc nạp 100, 500 và 1 triệu ha. Tặng 200.000 kim nguyên bảo khi tạo nhân vật. Có 100.000 kim nguyên bảo khóa và 100.000 kim nguyên bảo không khóa ha. Gì bản đồ trên quái rớt kim nguyên bảo nữa nè. Có bản rớt kim nguyên bảo nữa hả? Nằm đâu ta? Boss rớt kim nguyên bảo hoàn thành năng động gì ta lại học mai nè. À, cái này thì để heo nhắn tin cho admin xin code cái ha. Thì ở đây thì chúng ta nhắn tin theo cái cú pháp chúng ta đang chơi là đấu la đúng không? Đấu la. Heo thì tài khoản cả nhà yêu 2. Rồi thì tên nhân vật là gì? Ok, để đổi là cái tên nhân vật cái. Hồi nãy nó không cho chúng ta đặt cái tên nhân vật luôn. Mẹ nó. Ok, rồi. Rồi. Ok, ok, ok. Server là X9 ha. Tại vì X10 heo quay trước nên là chưa có. Rồi, bây giờ ngồi chờ thôi. Để heo chạy nhiệm vụ đầu game cái đã. Để cho nó lên level cao cao, mở mấy cái chức năng ra. Cái chứ giờ không có quà gì hết anh em. Ok, nãy giờ heo cũng chạy nhiệm vụ xong rồi hả? Giờ thoát ra. Đây, admin mới báo là đã có kim cương rồi hả? Nè, đây. Đã tặng quà nè, đó. Đây, đây, kim cương. Ok, con này chắc là một con để chúng ta cày cuốc lâu dài rồi. Đây mỗi ngày, quà mỗi ngày nè hả? Được coi Hương Thành có bán gì không? Đây à, Hương Thành để không có bán rồi. Đây sủng vật VIP, VIP là VIP 15, thưởng Nguyệt Tạp. Rồi ở trong này có bán cái gì không nè? Em nghĩ là trong này chắc cũng không có bán tướng đâu anh em. Đúng không, đúng không? Đúng rồi, đó. Tại vì quà đua top là quà tướng mà. Giờ ở đây cho tướng nữa thì đâu được đúng không? Đó, vậy anh em mới cố gắng. Đây là một con game cài cuốc khá là quy mô và lâu dài đây. Ok, nhưng mà mấy cái này chúng ta phải mua hết đi. Ok, bưởi ơi, đó. Rồi gì đây? Tỳ cơ à. Cái nào free thì mình mua hết hả? Đây có 800 nữa hả? Ủa sau đó có con Hạo Hiên Đường ta? Đồ ở đây chúng ta nhận được quà nạp nữa nè. Đó. Rồi 4 vé quay hả? Ủa vé này hình như là, hình như nhớ không lầm, hình như là chúng ta có thể có ở trong hồi nãy heo chạy phó bản nó ra thì phải á. À ok ok. Rồi bây giờ đi nhận quà VIP cái đã. Đây quà VIP của chúng ta. Lâu lâu kiếm một con cày cuốc lâu dài cho anh em hả? Thì trong cái con game cũng có ghi nè. Rồi đây. Nè game cày cuốc lâu dài nè hả? Mà đa số mấy con game ở trên cái trang này là heo thấy là khá là lâu đó. Ra cũng khá nhiều server đó. Nên là chắc chơi cũng ổn đó anh em. Nhiều hôm qua hôm kia là có nhiều anh em nói heo là có một số game là anh em nạp vô cả triệu xong rồi nó sập. Đó thì đây. Mấy con game phi thường là ít như vậy thì nó đỡ phải sập hơn ha. Đó. Có tướng tướng ếch nữa kìa. Ok như vậy thì cũng cài cuốc được chứ không tới nổi nào ha. Nhiều con game thì nó phi mà chúng ta không biết được chúng ta cài cuốc luôn em. Đó, con này cũng được nè. Đó, dù sao cũng có VIP, có đồ, có tướng đồ. Ok, vô túi. Ok,
Rồi đây cái gì đây? Xuất cụ 49 mới mở được. Đây tướng chúng ta có hai rương. Trăm hai hình như đâu mở được con đây đâu. Ok nên chúng ta sẽ cho nó thêm 30 nữa cho nó dễ mở con tướng ha. Còn ở đây thì hồi nãy mình mở được con nào ta? Con này là pháp sư, đi kiếm một con tướng tăng thôi. Tăng nằm đâu ta? Đù, trong này đéo có tướng tăng luôn. Ok ok rồi thôi. Ở đây dù sao ngoài kia heo cũng còn một con hả? Vậy là heo sẽ đưa mát hồn của con này luôn. Đấy. Nãy là mình mở được con gì ta? Con đường tam hả? Ok cũng được thôi. Ok cấp 10 chúng ta mới lên được. Mà bản này có tướng mới không ta? Có bị đông đâu không? À có luôn nè anh em, La Sát bị đông nè, có luôn nè hả? À ok ok. Đây đây có luôn, có củ sắc Ninh Vinh luôn, có Tu La Đường Hần nữa nè. À mấy con Tu La Đường Hần thì tất nhiên rồi. À, cập nhật hai con mới nha, có con La Sát bị đông nè hả? Ok ok vậy là khá rồi đó, ngon. Cái này thì heo cũng không rành hả, chắc mai chiều cũng kiếm một server chơi để mà học hỏi kinh nghiệm quá chứ, như vậy thì chừng nào mới biết được game hết đúng không? Đó à, ok. Rồi thì nhắc lại luôn hả, đây là một server cài cuốc lâu dài hả, và em nó đã mở S10 rồi hả, mới mở hồi lúc 17 giờ ngày 2 tháng 7. Anh em nào muốn đua top thì vào đua hả, thì server này có quà đua top này nọ luôn nè, đó có đua top ngày đồ luôn. Rồi thì cái này thì con game này thì có EOS luôn ha, EOS Việt hóa luôn. Đấy, thường mấy con có EOS thì nó chơi lâu lắm, nên là chúng ta cứ việc chơi game ha. Rồi, ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.